Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với video trên kênh Cửa hàng kia đồ cũ. Và hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2021 này. Trong video ngày hôm nay thì Cửa hàng kia nó tiếp tục mang đến cho các bác là 12 mẫu đồng hồ nhá, cơ cổ chính hãng đến từ Nga, Nhật và Thụy Sĩ. Đó. Bác nào lần đầu xem video trên kênh thì các bác cho em xin một đăng ký kênh này, kích vào biểu tượng quả chuông ở góc bên phải màn hình thì các bác có thể cập nhật các mẫu đồng hồ mới nhất đang có tại cửa hàng nhé. Rồi và đi vào mẫu đồng hồ đầu tiên giới thiệu cho các bác ngày hôm nay, một em Lucien Picard. Lucien Picard thì các bác có thể biết đến được đây là một cái hãng đồng hồ rất là cổ điển lâu đời và nổi tiếng của Thụy Sĩ. Đó, hôm nay thì em về được có duy nhất một chiếc này. Đó, thân vỏ em đẹp bọc vàng nhé. Lucien Picard thân vỏ bọc vàng 10K, cọc số độc đáo với 3 kim, một ô cửa lịch nằm ở góc 3 giờ này. Em này đáy inox các bác nhé, đáy inox này. Size em này là size 37,5. Đó. Size 37,5 không tính núm này. Máy cơ tự động automatic 17 chân kính. Em đeo thử đến tay các bác xem này. Rất là chất luôn, Lucien Picard. Vỏ bọc vàng. Và các bác nhìn này, phần vỏ vàng của em này còn rất là sáng và đẹp nhé. Mạ vàng 10K gold fill được khắc triện ở trên cái phần mặt của đồng hồ như thế này. Em sẽ quay thật là chậm để cho các bác có thể nhìn rõ từng cái góc cạnh của chiếc đồng hồ này. Rất là đẹp luôn các bác, không có một cái dấu tì vết nào trên cái phần vỏ viền của em đồng hồ này hết. Tình trạng núm hoạt động tốt. Bộ lịch thì cứ quay hết một ngày lịch em sẽ tự động chuyển sang ngày mới các bác nhé. Lucien Picard máy cơ tự động 17 chân kính. Tình trạng máy của em này thì hoạt động tốt này. Máy đã được lau dầu và chạy ổn định rồi. Đó, bác nào mà yêu thích mẫu đồng hồ này thì các bác chốt đơn cho em với mã sản phẩm E39, giá chỉ có 2.680.000 các bác nhé. E39 này giá 2.680.000. Em qua mẫu tiếp theo, một em đồng hồ One Time Cell Winding Inca Block. Đó, một em đồng hồ One Time với phần mặt rất là đẹp luôn. Cọc số độc đáo, 3 kim, một ô cửa lịch nằm ở góc 3 giờ. Cọc số này là số lỗi nhé, cọc số lỗi này. Thân vỏ bọc vàng. One Time Thụy Sĩ. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu này, One Time Automatic. Đáy inox. Vỏ viền mạ vàng còn sáng và đẹp. Em này size 33,8. Size 33,8 các bác nhé. Mặt em này có trải tia ngang các bác nhìn này. Mặt trải tia ngang. Tình trạng núm hoạt động tốt. Bộ lịch thủ công. Bây giờ em sẽ đi vào cái phần máy bên trong cho các bác có thể xem rõ hơn cái phần máy của em này nhé. Đó, đây là bộ máy bên trong của em đồng hồ One Time này. Các bác nhìn này, bộ máy cơ tự động còn cực kỳ là sáng và đẹp luôn. Trên phần máy thì có khắc tên thương hiệu One Time. Các bác nhìn này, máy One Time 20 năm chân kính. Đó, cái phần viền này có khắc tên thương hiệu Swiss One Time. Rồi, các bác chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ này E23, giá chỉ có 2.790.000 các bác nhé. E23 này giá 2.790.000. Tiếp đến một em Citizen máy cơ tự động automatic, mặt xanh siêu đẹp, cọc số trải tia 3 kim, một ô cửa lịch nằm ở góc 3 giờ, viền băm
viền băm rất là đẹp luôn. Đó đấy, thân vỏ inox này, mặt đáy thì có khắc tên thương hiệu Automatic Citizen. Một em Citizen với phần mặt siêu độc đáo, có lớp chỉnh lịch nhanh, tình trạng lốp em này hoạt động tốt. Size em này là 34 các bác nhé. Size 34 không tính núm này. Các bác nào có tay từ 16, 17 trở xuống thì đều đeo được nhé. Máy cơ automatic 17 chân kính, nguyên bản chính hãng của Nhật Bản. Rồi, và đây là bộ máy bên trong của em Citizen này. Các bác nhìn này, bộ máy cơ tự động Citizen 21 chân kính, nguyên bản chính hãng của Nhật nhé. Tình trạng máy em này thì hoạt động rất là tốt luôn. Và các bác có thể thấy được cái bộ máy của em này còn rất là sáng và đẹp này. Rồi, chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ Citizen này. Mã sản phẩm S6 giá chỉ có 1.180.000. Giá siêu tốt cho các bác có thể giao lưu. E6 này giá 1.180.000 các bác nhé. Rồi em qua mẫu một em Bulova. Bulova mặt rất là cổ điển luôn. Bác nào mà yêu thích sưu tầm đồng hồ thì đây là một em đồng hồ rất là đáng để cho các bác thêm vào cái bộ sưu tập đồng hồ cổ của mình. Đó, mặt đã lên dầu, các bác nhìn này, phần mặt của em này đã lên dầu nhé. Cọc số độc đáo đan xen với lại số học trò. Và em Bulova này thì có hai kim các bác nhé, hai kim vỏ viền mạ vàng, phần vỏ viền mạ vàng cũng còn rất là đẹp luôn. Đó, các bác nhìn này, dưới này thì có một cái dấu vết rất là nhỏ thôi, bị một cái dấu hao mòn rất là nhỏ lên cái cạnh này, cạnh dưới này. Đáy inox có khắc tên thương hiệu Bulova. Size 31,8 này, chuẩn game đồng hồ size cổ luôn. Size 31,8 Wismic được khắc ở trên cái phần mặt của đồng hồ này. Bulova Thụy Sĩ. Em sẽ test thử cái phần núm để cho các bác xem nhé. Núm hoạt động tốt, kim chạy rất là êm luôn. Và em Bulova này thì sử dụng bộ máy cơ cót các bác nhé. Máy cơ cót này, tình trạng máy hoạt động tốt, máy đã được lau dầu rồi. Để sở hữu em đồng hồ này thì các bác chốt đơn cho em mã D75, giá chỉ có 2.380.000. D75 này giá 2.380.000 các bác nhé. Rồi, một em Sencofile, các bác còn gọi là Seco5 chặt góc, huyền thoại một thời đỉnh cao vào những năm 80 này. Đến được ngày hôm nay thì em ấy đã trải qua rất là nhiều năm rồi. Nó có một cái độ tuổi rất là tương đối, gần 40 năm. Mặt đen, em này mặt đen nhé. Viền vàng, thân vỏ bọc thép không gỉ toàn thân này. Dây khóa nguyên bản của Seiko. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu Seiko này. Cọc số chấm bi, 3 kim, 1 ô cờ lịch nằm ở góc 3 giờ. Cái thiết kế đặc trưng của thương hiệu Senkulam không dẫn đi đâu được các bác ạ. Size ngang 36mm và size dọc của em này là 39 nhé. Đeo thử lên tay các bác xem nhìn này, cực kỳ là chất luôn, Senkulam. Và em này thì em sẽ sở hữu cái bộ lịch bơm các bác nhé. Lịch bơm này,
các bác chỉ cần ấn vào đây là các bác có thể chỉnh được cái phần lịch thứ của em này. Đó, rất là nhạy luôn, bộ lịch cực kỳ nhạy. Kéo ra bên ngoài, lớp đầu tiên là lớp chỉnh ngày, lớp thứ hai sẽ là lớp chỉnh kim nhé. Tình trạng nốm hoạt động tốt, kim chạy rất là mượt. Senko 5 chặt góc, huyền thoại thời bao cấp của vô bác các bác này, duy nhất một em đồng hồ với phải mặt màu đen, siêu đẳng cấp như thế này. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ này thì chốt đơn cho em nhé. Mã D19 này, giá chỉ có 1.480.000. Và em Senko 5 này thì em sẽ sở hữu bộ máy cơ tự động 21 chân kính các bác nhé. Đây, đi vào phần máy bên trong của em này cho các bác xem. Đó, các bác nhìn này, bộ máy cơ tự động của Senko 5 có khắc tên thương hiệu. Có khắc tên thương hiệu ở trên cái phần máy này. Bộ máy 7009A. Đó là một cái bộ máy đặc trưng của dòng đồng hồ Senko 5. Rồi, chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ này nhé. D19 giá 1.480.000. Qua số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Rồi em qua mẫu tiếp theo, một em đồng hồ Celestor, máy quartz chạy cực pin của Nhật Bản này. Rất là sang trọng luôn. Đó, viền vàng, mặt bao công, cọc số chấm bi, ba kim. Kim cọc của em này thì được mạ vàng nhé. Nó kết hợp với cái phần bên ngoài này, được khắc thêm các cọc số bằng la mã. Cọc số la mã, bộ dây, dây khóa đúc. Siêu dài dặn luôn, các bác nhìn này, đó. Dày gần như là ngang với cái phần thân của đồng hồ luôn. Rất là đẹp và sang. Mặt đáy có khắc biểu tượng thương hiệu. Và các bác biết đến được đây là một cái dòng đồng hồ là nhánh, đây là một cái nhánh của thương hiệu đồng hồ Citizen rất là nổi tiếng của Nhật Bản này. Khóa đúc em này mã D76 này, giá siêu tốt cho các bác là chỉ có 1.050.000, size 33,3. Em sẽ đeo thử lên tay cho các bác xem nhé. Các bác nhìn này, Celestor trông rất là sang trọng. Máy cơ pin. Đó, bác nào mà yêu thích mẫu đồng hồ này thì chốt đơn cho em nhé. Mã D76 này, giá 1.050.000. Em qua mẫu một em Tissot. Tissot thì các bác biết đến là đây là một cái dòng đồng hồ rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ, thương hiệu lớn luôn các bác ạ. Em này mặt hài lòng, form dáng rất là độc đáo, ba kim một ô cờ lịch nằm ở góc 3 giờ. Và bên trên đây là tên của thương hiệu đồng hồ Tissot này. Thân vỏ bọc thép không gỉ toàn thân, mặt đáy có khắc biểu tượng của thương hiệu hình chữ T này. Đó, rất là sáng và đẹp. Núm zin logo, dây khóa cũng nguyên bản của Tissot luôn các bác ạ. Bộ dây khóa đúc rất là đẹp. Em này size ngang 36,8 này, size dọc là 39,3. Đó, em đeo thử lên tay các bác xem này. Mặt trắng độc đáo, máy cơ tự động automatic. Đi vào phần máy bên trong của em này, các bác nhìn này. Bộ máy cơ tự động nguyên bản chính hãng của Tissot. Đó, được mạ vàng hồng toàn bộ luôn nhé. Em này bộ máy được mạ vàng hồng toàn bộ luôn này, bộ máy 5 tầng. Tình trạng máy hoạt động tốt. 25 chân kính.
đơn cho em với mỗi đồng hồ t-shirt này. Em này zin 100%, nguyên zin cả dây khóa luôn các bác nhá. Mã sản phẩm của em này, em xem nào. Đây, mã A54 này, giá 2.650.000. A54 này, giá 2.650.000 các bác nhá. Em qua mẫu một em đồng hồ Paqueta Lesso. Nó Paqueta với phần mặt màu nâu cà phê rất là đẹp. Hài lòng, cọc số học trò. Và em này thì có một ô cờ lịch nằm ở góc 6 giờ các bác nhá. Nó bộ kim cổ mạ vàng. Siêu đẹp luôn. Em này có viền mạ vàng nhá. Máy cơ cóp. Vỏ viền mạ vàng. Đáy inox này. Paqueta size 34. Size 34 không tính núm này. Em đeo thử lên tay cho các bác xem. Đó. Mặt mono cà phê rất là đẹp các bạn, độc và lạ nhé. Nhà em có duy nhất mỗi một chiếc này thôi, nó có cái phần mỏ mặt như thế này. Độc cực kỳ luôn, Paqueta. Núm hoạt động tốt. Máy cơ cóp. Chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ này, D86 này. Giá chỉ có 1.350.000. D86 giá 1.350.000 các bác nhé. Giá siêu tốt. Rồi mẫu đồng hồ cuối cùng trong bộ sưu tập ngày hôm nay, một em Elgin mặt sạc cừ. Elgin Thụy Sĩ, thân vỏ bọc vàng. Em này vỏ bọc vàng 10k toàn thân luôn này, các bác nhìn này. Phần vỏ viền mạ vàng còn siêu đẹp luôn nhé. Sáng soi gương được luôn. Mặt đáy kiểu đa giác. Mạ vàng có khắc triện đây là cọc số này 0114 này. Đó, mạ vàng 10k gold fill. Phần mặt sạc cừ hài lòng. Cọc số đính đá quý và đan xen với lại số học trò. Bộ núm hoạt động tốt. Máy cơ tự động automatic. Viền mạ vàng của em này không có một cái chút tì vết nào luôn các bạn. Đẹp cực kỳ. Bây giờ sẽ đi vào phần máy bên trong nhé. Đây là bộ máy bên trong. Bộ máy mạ vàng toàn bộ của Elgin, 17 chân kính Swiss Thụy Sĩ này. Các bạn nhìn cái phần búa của em này, nó kiểu như là hình một chiếc quạt đấy ạ. Giống như hình một cái cánh quạt. Rất là độc đáo. Bộ máy được mạ vàng toàn bộ luôn nhá. Em này tình trạng máy hoạt động tốt. Để sở hữu em đồng hồ này thì các bác có thể chốt đơn cho em với mã sản phẩm em này là E21 này. Giá 2.850.000. E21 các bác nhé. Giá 2.850.000 cho một em đồng hồ Elgin. Máy cơ tự động, bọc vàng 10k gold fill toàn thân như thế này. Đó. Và mẫu đồng hồ Elgin này cũng đã kết thúc cái video của em hôm nay ở đây rồi. Các bác lần đầu xem video trên kênh thì các bác hãy ấn đăng ký kênh này, kích vào biểu tượng của chuông ở góc bên phải này để nhận thông báo mỗi khi cửa hàng Kiên có video mới ra nhé. Và cửa hàng Kiên sẽ bảo hành 1 năm cho các bác mua đồng hồ. Chốt đơn cho em qua số Zalo 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.